Xin trân trọng kính chào quý giả của đài truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự 247 với Đỗ Dũng. Thưa quý vị, đại dịch Covid-19 trong tuần qua đã gây chấn động nước Mỹ. Nó không có gì mới lạ. Người ta biết nó bị từ hồi cuối tháng 12 năm 2019. Nay đã qua tháng 3 là 1, 2, 3, gần 3 tháng rồi. Coi như 2 tháng rưỡi. 2 tháng rưỡi. Và bắt đầu bây giờ nó tập trung tại các quốc gia phương Tây. Và ở Mỹ bắt đầu bà con hoảng loạn. À, tonight in Seattle, chúng ta biết trong những ngày qua có những cái chuyện nào là đổ xô nhau đi mua đồ. Tới hôm nay tôi vẫn còn thấy người ta đổ xô nhau đi mua đồ. Mua để làm cái gì không biết đó. Ông Trump ông nói rồi, bình thản đi. Mua chữ chữ một tuần lễ thôi, đừng có mua nhiều. CDC người ta cũng nói như thế. Đừng có mua nhiều quá đổ xô nhau. Mà bà con cứ càng nói là càng đổ xô nhau đi mua. Mua tùm lum mua không thiếu gì. Đến độ bây giờ nó có cái chuyện cười là có cái, người ta vẽ cái hình có cái ông đó, ông mua được cuộn giấy đi cầu, ông mừng, có phải ông bỏ cho cái tủ kiến, ông khóa lại. Ông có cái khóa ông có số mã số mà lại bấm, ông xài rồi bấm mã số. Ông lấy cái con miếng nhỏ xíu xài rồi xong ông khóa lại, ông bấm mã số lại. Chuyện cười như thế. Thế mà người ta vẫn cứ đổ xô nhau người ta đi mua, chứng tỏ cho thấy là gì? Về mặt tinh thần nước Mỹ ở một mức nào đó là vỡ trận. Tôi dùng cái từ vỡ trận là từ trong nước, quý vị hiểu. À, bởi vì không chuẩn bị kịp. Rồi quý vị biết trong những ngày qua, đặc biệt từ thứ Bảy, Chủ nhật, thứ Hai vừa rồi, hàng loạt cái, bắt đầu thứ Sáu, Tổng thống phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Sau nhiều lần cũng đã hoãn lại. Và thậm chí hãng Reuters còn nói là trước đó đã có những cuộc họp về y tế bí mật không cho người ngoài vào nghe. Không biết tại sao. À. Rồi đó, sau khi đó ngày thứ Bảy một loạt nơi đòi đóng cửa. Tiểu bang New York đưa vệ binh quốc gia đến Washington thì đóng cửa các trường học. Tổng giáo phận Seattle đóng cửa nhà thờ luôn. Orange County, miền Nam California, Los Angeles County, các giáo phận, tổng giáo phận khuyến khích mọi người trên 65 tuổi đừng đến nhà thờ nữa. Vì có thể lây bệnh. Đủ thứ hết. Thấy không? Rồi là San Francisco thứ Hai vừa rồi tuyên bố lockdown 3 tuần lễ. Los Angeles thì cái là bắt các nhà hàng, các cái gym tập thể dục, quán cà phê đóng cửa. CDC yêu cầu là nếu một cái sự tập hợp nào trên 50 người nên hủy bỏ. Và sau cùng Tổng thống Donald Trump cũng ngày thứ Hai vừa rồi, sau khi nói chuyện với các thống đốc, khuyến cáo người ta đừng tụ tập quá 10 người. Đủ thứ, nó hỗn loạn luôn. Mà riêng ngày thứ Hai vừa rồi không, thêm 18 người Mỹ chết. Bây giờ số người chết quý vị thấy không? Rồi số người nhiễm bệnh, vân 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 vân. Tennessee cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Florida cũng người chết. Nói chung ôi thôi đủ thứ khắp nơi hết. Rồi nào là tin đồn ra nữa. Đồn nào là thành phố Los Angeles cắt nước. Ôi trời, tin đồn đủ thứ rồi. Cái vụ người ta khuyến cáo, người ta đề nghị. Ông Trump đề nghị thôi, đề nghị và đề nghị. Là 10, không nên quá 10 người thì diễn giải thành cấm không được tập trung quá 10 người. Các nhà hàng bây giờ là không còn tiếp khách nữa. Starbucks là không cho khách ngồi ở trong nữa. Ngay cả patio không cho ngồi luôn, sợ Covid-19 nó lây. Chỉ cho là mobile order và drive-thru thôi. Thấy không? Hãng Apple đóng cửa khắp nơi trên thế giới trừ Trung Quốc. Nghĩa là nói chung là đủ thứ hết. Nước Mỹ bây giờ quý vị thể tưởng tượng trong những ngày tới sẽ rất khó khăn về mặt kinh tế. Tuy là nước Mỹ giàu nhưng mà những người mà làm mà ba cọc ba đồng là bây giờ là phải giảm việc làm. Một số người mà làm về kỹ thuật có thể làm tại nhà, nhưng mà làm tại nhà cũng tăng chi phí cho công ty. Mà còn những người mà làm chân làm tay có thể phải ở nhà làm. Bởi vô những hãng xưởng có 70-80 người, 100 người đâu có được. Rồi nhà hàng quý vị thấy không, bây giờ là không ai vô ăn đấy. Thì người phục vụ bàn lấy gì mà sống. Chủ nhà hàng cũng là coi như méo miệng luôn. Tất cả những cái này, tất tần tật những thứ này, nó đang làm đe dọa cái phong trào Make America Great Again của Tổng thống Donald Trump. Nó có làm ảnh hưởng không? Chúng ta không biết. Phải đợi tới tháng 11, ngày 3 tháng 11 mới biết. Nhưng mà có đe dọa không? Yes. Và những người ủng hộ Tổng thống Trump bây giờ đang lo ngại. Và nếu chúng ta nhìn những cái gì diễn biến trong thứ Bảy, Chủ nhật vừa qua, ta thấy sau khi Tổng thống Donald Trump tuần trước nữa tiếp một số khách mời ở Mar-a-Lago, đã có một số người nhiễm bệnh.
và ông có chần chừ không xét nghiệm. Mãi đến tối thứ sáu, một phóng viên hỏi ông mới bảo là tôi không cần xét nghiệm. Tôi không cần xét nghiệm. Sáng ngày thứ bảy, bác sĩ tòa ông nói rằng ông Trump không cần xét nghiệm bởi vì ông tiếp xúc chỉ ở mức độ gọi là tối thiểu, nhưng bắt tay chụp hình thì không thể lây được. Nó trái với CDC, CDC nói khác, rồi bác sĩ gọi ông nói khác cũng được, bởi vì ông làm toàn cốc, ông phải nói như thế. Và ông bác sĩ toàn cốc đưa thông báo nói luôn, đồng thời Tổng thống Trump không có dấu hiệu nào hết, cũng được luôn. Nhưng mà chỉ sau đó vài chục phút, ngài bước ra cũng ngay vườn hồng toàn cốc họp báo với ông Mike Pence, ngài bảo là tối qua tôi mới thử rồi, bây giờ chờ một hai ngày nó biết kết quả. Thế mọi người hỏi thế là Tổng thống có đo nhiệt độ, Tổng thống bảo có, mà nó normal, bình thường. Mà cũng ngay trong ngày thứ bảy đó, Tổng thống cho biết là họ đã đo nhiệt độ hết tất cả nhân viên nào mà đến gần ông Trump và ông Phó Tổng thống Mike Pence. Làm cho người ta lo ngại, không biết có chuyện gì đấy, uống mà mở như thế. Đến chiều thứ bảy, Tổng thống thông báo, negative, Tổng thống ngon cơm. Quý vị thấy không, ông bác sĩ thì bảo là không cần phải khám, xét nghiệm. Nhưng mà sau đó ngài bước ra bảo tối qua tôi xét nghiệm rồi. Nó mâu thuẫn ở chỗ đó. Tất cả những cái đó người ta nhìn thấy hết. Và mặc dù ngày chủ nhật, ngày thứ bảy, xin lỗi quý vị, Ngân hàng Dự trữ Liên bang là Fed, ngày chủ nhật chứ qua ngày hôm sau, hạ lãi suất chứ còn gần zero để cứu cái nền kinh tế bởi vì nó đang đi xuống. Không ăn thua, sáng ngày thứ hai quất cho phát gần 3.000 điểm rớt. Bây giờ có khoảng 20.000. Hôm trước gần 30.000, đi đo gần 10.000 điểm. Gần 10.000. Các nhà đầu tư đã nhìn vào. Không phải ông Fed ông hạ xuống zero, không phải ông Trump ông tuyên bố như thế nào, mà người ta tin, người ta thấy có một cái gì đó có vẻ như là không có trong tư thế sẵn sàng. Và những người đầu tư, người ta cầm cả tỷ tỷ, thậm chí cả trăm tỷ của các quỹ hưu bổng người ta đầu tư, ta phải tính toán, ta biết. Người ta thấy something wrong, một cái gì đó nó không ổn. Thế là thị trường đi xuống, xuống kinh hoàng, 3.000 điểm thưa quý vị. Thì cái này nó cho thấy rằng là nó có thể một cái sự đe dọa. Vào đúng thời điểm đó, thì tối ngày chủ nhật lại có một cuộc tranh luận khá lý thú giữa ông Joe Biden và ông Bernie Sanders của Đảng Dân Chủ, như là CNN tổ chức. Không đi bết chỗ nào, đi bết vào lúc này người ta đang đấu tranh, người ta đang gọi là ngăn chặn Covid-19 mà đi bết. Cũng có nhiều cái chuyện đã xảy ra. Thì thưa quý vị, đối với những người mà gọi là fan cứng của ông Trump, fan cứng nha, tôi nói fan cứng nha, thì họ coi ông Trump như là gì? Một war leader, một nhà lãnh đạo cuộc chiến. Đi vô Washington DC để mà làm cạn cái vũng lầy. Đi vô chính quyền để phá hủy tất cả những cái gọi là gì? Gọi là gì? Trong nước nó gọi là cái từ red tape đó, từ bureaucracy đó. Cản trở những cái gọi là về hành chính đó, thủ tục hành chính rườm rà. Chính cái đó nó làm cho trở ngại các doanh nghiệp trong vấn đề làm ăn. Ông Trump vào ông deregulation, tức là không cho những cái đó nữa. Ông ký cái sắc lệnh để dẹp dẹp hết, để cho mọi thứ nó nhanh chóng hơn. Và người ta tin rằng ông Trump là cái người có thể giải quyết và đưa nền kinh tế lên, mà thật không biết có đưa lên không, mình không biết. Chuyện đó phải để các sử gia người ta nghiên cứu. Nhưng mà từ ngày ông lên thì rõ ràng kinh tế Mỹ nó lên, mà qua cái chỉ số Dow Jones. Nhưng tại sao ngày nay Dow Jones xuống, và cái chuyện này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào? Xin quý vị đừng rời màn hình FPT, SCT. Chúng tôi trở lại chương trình 6 phút thông tin thương mại. Cảm ơn quý vị như mình của đài truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình thời sự 27. Tôi đang nói về cái bệnh dịch COVID-19. Liệu nó có đe dọa ảnh hưởng gì đến cuộc vận động Tổng thống Donald Trump hay không? Trước đây tôi có nói với quý vị rồi, khi mà người ta cấm những cái buổi mà, hay là người ta khuyến khích những buổi không tập hợp đông đó,
thì ông Trump sẽ mất cái vũ khí vô cùng quan trọng của ông, đó là ông nói trước đám đông. Thì ngày hôm nay chúng tôi bắt đầu thấy rồi, chúng ta bắt đầu thấy rồi. Chính ông còn nói mà, đừng tụ tập quá 10 người. Dưới 10 người làm sao nói chuyện được, sao khí thế được, đúng không? À, 10 người chứ không được quá 10 người, 10 người sao khí thế được. Đó. Thì phải nói là từ ngày ông Trump lên, kinh tế lên ào ào, thất nghiệp xuống nè. Thấp nhất trong 50 năm, trung bình một tháng là 200.000 việc làm, 150-200.000. Chứng khoán lên ào ào gần 30.000, bây giờ bụp một cái xuống còn 20.000. Thì đây là lời của ông Rahim Kassam, từng là chủ biên của Private News, cái tờ báo rất là bảo thủ mà ông một cái ông cố vấn của ông đó từng làm chủ nhiệm cái tờ báo này, tôi quên mất tên cái ông đó là Stephen gì đó, hả? Stephen. Thì ông này ông nói rồi nè, những người mà ủng hộ ông Trump á là nó nằm trong cái phong trào Make America Great Again, gọi là MAGA Movement. Họ luôn luôn nghĩ ông Trump là cái người phải nói là đi tới đâu thắng đó, không thể thua. Thua là nhục nhã. Nhưng mà chỉ một phút thôi, chỉ một giây thôi. Nếu người ta thấy rằng ông không có đủ khả năng để ngăn chặn cái con Covid-19 thì có thể người ta sẽ bỏ ông. Đó là nhận xét của một người từng là chủ biên tờ Private News, tờ báo cực kỳ bảo thủ, mà hầu hết độc giả là thành phần là fan cứng của ông Trump. À. Thì bây giờ trước đây tôi nói quý vị rồi, các cuộc khủng hoảng trước ông Trump cũng đều có thể giải quyết được bằng là hỏa tiễn, bằng là máy bay không người lái, bằng cái gì đó, thậm chí bằng tiền luôn. Nhưng mà cái này khó vô cùng, bởi vì nó nằm trong cái tầm tiềm thức, nó gây cái tâm lý bất ổn của xã hội. Mà chính quyền càng nhỏ giọt thông tin bao nhiêu, người ta càng nghi ngờ bấy nhiêu. Mà trong thời gian qua rõ ràng có những cái mà làm cho người ta lo ngại. Chính vì vậy thì dường như khoán mới xuống, thấy không? Thì thưa quý vị, liệu trong những ngày tới nó sẽ như thế nào? Thì một người khác, ông này là Chris Burgess, tức là chủ bút của cái tờ mà American Witness, tờ báo quốc gia, tạp chí quốc gia American Witness, thì ông nói, tuy nhiên vẫn có những người fan cứng của ông Trump, dứt khoát vẫn tin ông Trump. Đúng, những người này là gì? Cho dù nước Mỹ có sụp đổ cái điều đâu, tất cả đều là gì? Có hai lý do. Hai lý do thôi. Thứ nhất là tình trạng Deep State. Deep State là gì? Là có thành phần phá hại ông Trump trong tập đặc công. Và ông Trump cũng tin như vậy luôn, qua những vụ rò rỉ tin tức. Và đương nhiên fan cứng của ông Trump bảo phải có người phá hoại. Cộng thêm gì? Cái giới truyền thông làm bùng nổ chuyện này lên. Mà chính ông Sean Hannity, một trong những phóng viên của đài Fox, từng nói, này là bên Dân Chủ làm lớn chuyện này để mà làm hại ông Trump, chứ không có gì hết á. Rồi còn cái gì nữa? Trung Quốc. Trung Quốc là thủ phạm trong vụ này. Trung Quốc sản xuất ra cái loại là vi trùng ở tỉnh Vũ Hán. Đó. Mà ai tin? Thượng nghị sĩ Tom Cotton, Cộng hòa tiểu bang Arkansas, tin cái này. Và ông không lùi bước. Khi bị ông thôi tin cãi, đại sứ của Mỹ, đại sứ Trung Quốc tại Mỹ phản đối, ông Cotton bảo, thế thì anh chứng minh không có đi. Anh đưa ra, đúng tôi tới đó đi. Ngay cả ông ngoại trưởng Mike Pompeo cũng gọi là virus Vũ Hán luôn, tức là xuất phát từ Vũ Hán. Bây giờ thế giới bảo tổ chức y tế thế giới bảo là gọi Covid-19, tôi gọi Covid-19, nhiều người cự tôi bảo ông Đỗ Dũng chắc ăn tiền Trung Quốc hay xong gọi. Tôi không cần biết, tôi gọi theo tiêu chuẩn của thế giới. Liên Hiệp Quốc đã gọi nó là Covid-19. Quý vị nào không bằng lòng xin viết thư đến Geneva, ở nơi đó có là đại bản doanh của Tổ chức Y tế Thế giới, kiện họ. Kiện họ. Họ thông báo thì tôi nói, tôi đâu có chế ra đâu, tôi làm sao tôi chế ra được. Mà quý vị nên nhớ, trước đây tôi gọi là virus Vũ Hán nha, tôi gọi virus Vũ Hán, cho tới khi Liên Hợp Quốc có tên mới, tôi gọi tên mới. Chúng tôi làm báo, chúng tôi làm truyền thông, chúng tôi không ngà bên nào đó. Không? Có thể quý vị không thích, chuyện sorry quý vị, chúng tôi gọi theo tiêu chuẩn. Đã, trở lại vấn đề là sẽ có những người ủng, gọi là fan cứng của ông Trump bảo rằng là cái này là có người phá hoại. Và chính ông Trump tuần trước khi mà họp báo tuyên bố tình trạng khẩn cấp cũng nói luôn, nó xảy ra đến ngày hôm nay chuyện này, ta
lại vì chính quyền Obama không có chuẩn bị trước. Cái đó thì làm sao mà defend được. Ông cô nộ của Obama cũng không có thể nào nói đúng quá gì nữa. Thưa quý vị, đáng lý tôi làm cho đài xét từ mấy chục năm về trước, nhưng mà tại bị bởi vì rằng thì là nó bây giờ tôi mới làm. Đáng lý tôi là tổng thống của nước Mỹ đó, nhưng mà tại vì rằng thì là mà tôi đẻ ở Việt Nam không đẻ ở Mỹ. Tôi nói vậy được không? Được quá gì nữa. Nhưng mà trở lại vấn đề, có rất nhiều fan cứng của ông Trump đang lo ngại. Mà trong những ngày qua cũng lo ngại, nhất là cô con cái rượu của ông đó. Bây giờ tao cũng đang nghi tại sao làm việc tại nhà mà không vô tòa cáo làm, mà không nói gì cả, không đưa ra một thông tin gì cả là sao? Mà cô là cái người có tiếp xúc với bộ trưởng nội vụ của Úc, mà ông đó giờ về bên Úc hoặc là dương tính. Thế chứ nó có những cái có thể lung tung, mà có vẻ như là không muốn tiết lộ những cái chuyện này ra và không muốn làm chuyện này lớn lên. Bởi vì sao? Nếu mà làm chuyện này lớn lên là đất nước chao đảo, người ta hoảng hồn và kinh tế đi xuống, thị trường chứng khoán xuống, thì cái đó rất kẹt trong Trump. Bởi vì ông Trump đi vận động tranh cử là ông cứ nhìn cái số thất nghiệp với là cái số Dow Jones. Nhưng mà thưa quý vị thấy trong thời gian qua, cái chính sách mà bị tố cáo rằng thì là mà giấu giếm thông tin, hoặc không đưa thông tin đầy đủ, hoặc không thừa nhận đây là một cái nạn dịch quốc gia. Thứ hai tuần trước nữa, ông còn tweet ra, ông bảo mỗi năm cả bao nhiêu ngàn người chết vì cúm, bây giờ Mỹ mới có 546 người nhiễm bệnh, 22 người chết, mà làm gì la làng. Động não đi. Động cái lên 1022. Những fan cứng của ông Trump cũng sẽ nói cái này nó như là flu thôi. Và chính ông Trump bảo nó giống như là flu thôi, bị cúm thôi, tránh đừng gặp người này người kia, xong nhớ lau tay đầy đủ là không bị hết. Nếu mà hát xì nhớ lấy tay để vô vậy, xong. Một tuần sau chuyện nó khác. Và bây giờ quý vị thấy chuyện nó khác. Rất nhiều người bây giờ đang lo lắng. Trường học ở tại Orange County hầu hết là đóng cửa rồi, các nơi đóng cửa. Orange County chúng tôi là thuộc lại nơi một trong nơi an toàn nhất, chỉ có vài trường hợp thôi, mà chỉ là presumptive positive, tức là dương tính sơ khởi, đang chờ CDC xác nhận. Mà các học khu đã đóng, học khu Gandro này. Hôm nay tôi đi làm, đi làm sớm được chút, con tôi ở nhà. Ở ngày bốt, tôi phải đến trường lấy bài tập về cho con làm. Đó, bây giờ nó là như thế đó. Thành ra có thể có một số người sẽ nghi ngờ rằng à, khi gặp các cuộc khủng hoảng lớn mà bất ngờ này, có thể ông Trump không handle nổi. Và cái điều đó là cái điều mà những fan cứng của ông Trump đang lo ngại. Người ta hy vọng nước Mỹ sẽ vượt qua, sẽ mọi chuyện đấy. Nhưng mà cái sự nghiệp chính trị của ông Trump nó sẽ như thế nào trong những ngày tới, chúng ta sẽ chờ xem liệu ông có tiêu diệt được Covid-19 hay không. Mà nếu không tiêu diệt được Covid-19 thì nó sẽ tiêu diệt ông. Đó là rõ ràng như vậy. Và đó là những gì chúng tôi chuyển đến cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn quý vị chương trình lần sau.